Chiều ngày 23 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ ông Trần Quý Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Trần Quý Thanh và hai con gái bị cáo buộc đã chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1.048 tỷ đồng. Trong bốn bị hại, nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch công ty Kim Oanh, bị chiếm đoạt tài sản lớn nhất với giá trị đến hơn 880 tỷ đồng. Theo cáo trạng, ba cha con ông Trần Quý Thanh cho bà Đặng Thị Kim Oanh vay 500 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần công ty Minh Thành và dự án Nhân Thành với lãi suất 3% mỗi tháng, lãi phạt chậm trả là 4,5% mỗi tháng và che đậy bằng các cam kết bán lại. Khi phía bà Kim Oanh trả đủ tiền thì phía ông Thanh lấy lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, chuộc lại tài sản. Bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Kim Oanh Đồng Nai, người bị hại trong vụ án có đơn xin xét xử vắng mặt và gửi kiến nghị hội đồng xét xử buộc cha con ông Trần Quý Thanh hoàn trả các dự án đã chiếm đoạt, bồi thường hơn 513 tỷ đồng. Trường hợp hội đồng xét xử xem xét giải quyết quan hệ vay tài sản, phía Kim Oanh đề nghị như sau: đối với số tiền vay 500 tỷ đồng tính đến ngày 12 tháng 8 năm 2020 đã trả lãi và phạt 185 tỷ đồng và trả gốc là 150 tỷ đồng. Ông Thanh tính lãi và vượt quá quy định của pháp luật. Sau khi tính lại thì số tiền vượt quá quy định là 114,3 tỷ đồng và được đối trừ vào khoản nợ gốc là 350 tỷ đồng. Phía Kim Oanh chỉ còn nghĩa vụ thanh toán hơn 235 tỷ đồng và đề nghị trả số tiền còn lại này cho phía ông Thanh. Về vấn đề này, bị cáo Thanh cho biết bà Oanh chỉ có 50% cổ phần, còn 50% cổ phần còn lại bị cáo nhận chuyển nhượng từ ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang thuộc công ty Minh Thành với số tiền là 65 tỷ đồng. Đối với yêu cầu của bà Kim Oanh trả số tiền vốn còn lại là hơn 235 tỷ đồng, ông Trần Quý Thanh cho rằng các giao dịch chưa rõ ràng nên tách ra để giải quyết trong vụ án khác.